Xin chào tất cả mọi người quay trở lại kênh Kỷ Niệm Vô Giá. Chúc mọi người mới thành nhiều sức khỏe và thành công nha. Hôm nay mình dắt mọi người đi ăn tteokbokki nha. Đó, mọi người có ăn tteokbokki Hàn Quốc của mình nha. Đó, cái này là được làm từ bánh kẹo này, rượu chân cất này. Đó, rồi chiết xuất cám gạo thấp hơn 2% này. Rồi bột sốt này, maltulin này, bột phô mai này, chất nhũ hóa này, bột kem sữa này, bột sữa tách béo này, tinh bột khoai tây này, bột tỏi này, hành tây này, rất nhiều gia vị nha. Đó, khối lượng 125g này. Cái này là cách chế biến là cho bánh kẹo và bột gia vị vào ly này, xong rồi đổ nước 60ml đến vạch, khuấy đều, giấu bên trong rồi khuấy đều cho tan hết, xong là mở cái nắp này ra, rồi cho vào lò vi sóng 3 phút ở 1000W hoặc 3 phút 30 giây ở 700W nha. Đó. Xuất xứ tại Hàn Quốc luôn nha, khu công nghiệp ở Việt Nam nhập về thôi. Giá nó là 20.700 nha. Đó. Mình sẽ bóc rồi để xem là mình không có lò vi sóng thì mình bỏ lên bếp mình nấu một tí cũng được. Cho nó thử ăn nó dễ nha. Đó. À, cái này là ở Việt Nam chỉ dán mỗi cái này vào thôi. Còn bình thường bên nước ngoài họ chỉ có vậy thôi. Đó. Việt Nam mới phải biến tấu thêm một tí thôi. Đây này, nguyên vật chính này nha, của bánh kẹo này. Giờ mình sẽ bỏ vào nồi, đây gia vị nha. Sẽ bỏ vào nồi nấu. Đây là cái vạch đựng nước đây này. Đó, đây, ủa. Không thấy cái vạch gì đâu đây. Bảo đến vạch mà chẳng thấy vạch đâu. Không thấy vạch đâu nha, mọi người ướm khoảng 80ml thôi nha. Ừ, chắc cỡ tầm tầm này nha. Đó. Đó, giờ mọi người chờ mình xíu mình chế biến cho chín đấy nha. Mình vừa nấu được 3 phút rồi, đang còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn này. Cái mùi bốc lên, khói khói bốc lên cao á, là cái mùi của phô mai nha. Đó. Thấy mà vẫn trắng nguyên này. Mọi người thử miếng nước nha, nước mùi phô mai. Cái nước nó ngọt ngọt rồi béo béo vị của phô mai thôi nha. Thử làm cái tteokbokki thử coi nha. Mình nấu nó 3 phút rồi mà cái tteokbokki này nó có dẻo dẻo, ăn như kẹo ấy, kẹo dẻo ấy. Mà nó cái ngấm gia vị vô á, nó chưa ngấm được thế nào hết. Mọi người phải ăn chung với cái nước này nè. Cái nước phô mai nha. Mình thấy ăn cũng được thôi, mình cũng không thích tteokbokki lắm nha. Mua về làm thử. Đó. Mọi người nên nấu nha, chứ không sợ nó không chín, nó không mềm được cái này ra nè. Cái này mình nấu 3 phút nè, là nó độ dẻo dẻo nè. Ấn cái nó cũng tách đôi được nha. Nó độ hơi trơn. Nói chung mày là chín rồi. Đó, mềm rồi đó. Cho nước ăn và vị phô mai đơn giản thôi nha. Cảm ơn mọi người quý sách cho mình nha. Mọi người nhớ like đăng kênh của mình. Xin chào mọi người trong video tiếp theo nha.